Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh họp giao ban cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Thị xã Mỹ Hào hoàn thành xây dựng khu di tích lịch sử quốc gia Nguyễn Thiện Thuật. Thể thao thành tích cao Hưng Yên nỗ lực vượt khó và định hướng phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2030. Trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão đoạt giải nhất khởi nghiệp quốc gia. Khởi tố 2 vụ án, 3 bị can về tội chứa mại dâm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chủ trì phiên họp giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh với các thành viên để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Phiên họp đã tập trung xem xét cho ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi giải báo chí Nguyễn Văn Linh, dự thảo đề án bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2026, dự thảo quyết định ban hành kèm theo quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ công chức viên chức người lao động tỉnh Hưng Yên, ban hành đề án xác định chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở cấp huyện TDCI trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp đối với dự thảo nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi giải báo chí Nguyễn Văn Linh. Theo đó, cần quy định rõ hai lĩnh vực giải dành cho người làm báo chuyên nghiệp và người tham gia công tác tuyên truyền, phạm vi đối tượng được tham dự giải, việc tổ chức thành phần ban giám khảo chấm giải và giá trị các giải thưởng của từng lĩnh vực phải đảm bảo rõ ràng minh bạch. Đối với đề án bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2026, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội rà soát mở rộng phạm vi đối tượng để tổ chức việc cho vay vốn. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhất trí thông qua dự thảo quyết định ban hành kèm theo quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ công chức viên chức người lao động tỉnh Hưng Yên và đề án xác định chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở cấp huyện TDCI trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Đồng chí nhấn mạnh, đây đều là những nội dung rất quan trọng, thể hiện rõ sự phân cấp phân quyền trong bộ máy hành chính của tỉnh. Đề án được thông qua giúp nâng cao vị thế của các sở huyện, nâng cao tính chủ động linh hoạt xử lý, giải quyết các vấn đề về nhân sự, việc làm của cơ quan đơn vị địa phương mình, hiện thực hóa hình ảnh của chính quyền điện tử, chính quyền số. Đồng chí giao các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, tham gia vào dự thảo, gửi Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 1 tháng 4 để tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành. Cũng tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã yêu cầu lãnh đạo các sở ngành địa phương trong toàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng, khẩn trương điều chỉnh quy hoạch xây dựng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, trong đó quan tâm đến việc quy hoạch mỗi thôn một bãi đỗ xe để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Yêu cầu là các huyện là chỉ đạo các xã này và quy hoạch cho mỗi một thôn một bãi đỗ xe đấy. Tôi nói hạn trong vòng một tháng báo cáo ủy ban tỉnh. Huyện nào mà chưa điều chỉnh thì huyện phải chịu nhiệm. Trước hết ta có quy hoạch đã, nhưng mà không có quy hoạch đấy sau này thì 5-10 năm nữa thôi không có chỗ để bãi đỗ xe. Khi mà kinh tế xã hội phát triển lên, xe cộ mua đông số lượng nó lớn gấp 10 lần như thế này thì lấy đâu ra chỗ đỗ xe, tắc hết vào làng cũng tắc hết. Thì buộc phải mỗi một thôn là 1-2 bãi đỗ xe, đảm bảo mỗi một gia đình có tối thiểu là 2 ô tô. Có nghĩa là sau này thì mình phải có quy hoạch như thế, thì sau này 5-10 năm nữa, 50 năm sau thì mình không bị tắc. Vừa qua tại khu công nghiệp Thăng Long 2, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khu công nghiệp Thăng Long 2 tổ chức Ngày hội Việc làm thu hút người lao động. Ngày hội Việc làm đã thu hút sự tham gia của 25 doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thăng Long 2 và 1.200 lượt người lao động học sinh sinh viên đến để tìm hiểu cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác giải quyết việc làm người lao động, học sinh sinh viên có cơ hội tiếp cận trao đổi với doanh nghiệp và Trung tâm Dịch vụ Việc làm về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, nhu cầu tuyển dụng, giới thiệu việc làm. Các doanh nghiệp được quảng bá hình ảnh, giới thiệu tới môi trường làm việc nhằm thu hút tìm kiếm nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu,
trực tiếp tư vấn hướng dẫn hồ sơ và thỏa thuận ký kết với đối tác và những người có nhu cầu tìm việc làm trong khu công nghiệp. Các em học sinh, sinh viên và người lao động được tư vấn giới thiệu về ngành nghề đang cần tuyển dụng để định hướng lựa chọn việc làm cho phù hợp. Tại ngày hội làm việc đã có 357 người lao động được tuyển dụng trực tiếp. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ kết nối giữa người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm và các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Thăng Long 2 đang có nhu cầu tuyển dụng lao động để phục vụ sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân sâu sắc của các thế hệ đối với tướng quân Nguyễn Thiện Thuật, người có công với dân với nước, người thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy, người con ưu tú của quê hương Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã giao thị xã Mỹ Hào làm chủ đầu tư dự án xây dựng khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật. Sau gần 2 năm tích cực triển khai, dự án đã cơ bản hoàn thành. Vào chiều ngày 29 tháng 3 tới đây, thị xã Mỹ Hào sẽ trang trọng tổ chức lễ đón nhận di tích cấp quốc gia và khánh thành khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật. Năm 2005, tỉnh Hưng Yên đã quyết định xây dựng khu tưởng niệm tướng quân Nguyễn Thiện Thuật. Khu tưởng niệm được xây dựng với diện tích trên 1.500 m², bao gồm nhiều hạng mục công trình như tam quan, khu thờ chính, nhà bia, bức phù điêu, phần mộ. Kể từ đó đến nay, khu tưởng niệm tướng quân Nguyễn Thiện Thuật đã và đang trở thành nơi giáo dục truyền thống cho bao thế hệ tiếp nối với những giá trị to lớn về lịch sử. Tháng 10 năm 2020, khu tưởng niệm tướng quân Nguyễn Thiện Thuật đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Để khu tưởng niệm tiếp tục trở thành điểm đến, một địa chỉ du lịch tâm linh hấp dẫn của du khách gần xa, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp khu tưởng niệm thành khu lưu niệm. Công trình được giao Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào làm chủ đầu tư với tổng mức hơn 42 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 4 năm 2021. Xác định đây là công trình lịch sử văn hóa tâm linh có nghĩa đặc biệt nên thị xã Mỹ Hào đã dành nhiều sự quan tâm trong quá trình xây dựng. Dự án thi công cái khu tưởng niệm tướng công Nguyễn Thiện Thuật này thì thị xã Mỹ Hào chúng tôi xác định là đây là một công trình trọng điểm về văn hóa tâm linh. Chúng tôi đã chỉ đạo sát sao, thường xuyên giám sát, theo dõi để đảm bảo cái công trình được chất lượng, hoàn thành sớm đưa công trình vào sử dụng. Công trình được xây dựng trong khuôn viên rộng trên 1 hectare, bao gồm các hạng mục như đền thờ, bình phong, nghi môn, nhà bia, nhà khách, nhà soạn lễ, nhà bát giác, cổng tam quan, lăng mộ, phù điêu và các hạng mục phụ trợ. Xác định đây là một công trình trọng điểm và để lại cái lưu truyền cho các thế hệ mai sau. Do vậy thì đơn vị thi công cũng bằng hết cái tâm sức của mình là làm các cái công trình đạt cái chất lượng kỹ mỹ thuật tốt nhất, khánh thành kịp cái tiến độ. Để lễ khánh thành và đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia, khu di tích Nguyễn Thiện Thuật sẽ được tổ chức trang trọng, khắc họa đậm nét truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy và công lao to lớn của tướng quân Nguyễn Thiện Thuật. Thị xã Mỹ Hào đang tích cực triển khai các phần việc cụ thể tới từng bộ phận. Công trình khu di tích Nguyễn Thiện Thuật hoàn thành xứng tầm với giá trị lịch sử văn hóa và thỏa mãn ý nguyện của nhân dân, tạo nên một địa chỉ văn hóa giáo dục truyền thống cho các thế hệ tương lai. Là một giáo viên, là đồng thời cũng là một người con của quê hương Xuân Dục, tôi rất là tự hào là người kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai. Qua các bài giảng của mình, tôi đã lồng ghép và giáo dục cho các em học sinh về truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm và tấm gương cụ Nguyễn Thiện Thuật, cũng như là các anh hùng nghĩa sĩ của cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Phát huy truyền thống quê hương của tướng quân Nguyễn Thiện Thuật, những năm qua được sự quan tâm của các cấp, đảng bộ và nhân dân xã Xuân Dục đã có nhiều nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao. Chúng tôi sẽ phấn đấu trở thành xã công nghiệp trong vùng lõi công nghiệp của thị xã và đầu tư phát triển về công nghiệp. Xã phấn đấu là xã nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa.
Những chiến công cùng tên tuổi của tướng quân Nguyễn Thiện Thuật mãi là niềm tự hào của người dân Hưng Yên nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Khu di tích tướng quân Nguyễn Thiện Thuật đi vào hoạt động kết nối với nhà lưu niệm lực lượng nữ du kích Hoàng Hân, liệt sĩ anh hùng, lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Thị Kính, chùa Sùng Bảo sẽ tạo nên quần thể di sản văn hóa quý báu, điểm tham quan về nguồn đầy ý nghĩa hấp dẫn và độc đáo, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử văn hóa, tôn vinh và tri ân bậc tiền nhân, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng hào hùng bất khuất của Đảng bộ chiến sĩ và nhân dân tỉnh Hưng Yên nói chung, cuộc khởi nghĩa mãi dậy nói riêng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, thể thao thành tích cao của Hưng Yên đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, trong đó điểm nhấn chính là 3 tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9. Để đạt được thành tích này, ngoài sự nỗ lực và tinh thần thi đấu của bản thân, thì các vận động viên đã vượt qua nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, chế độ và điều kiện tập luyện. Phóng sự nhân ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3. Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hưng Yên xây dựng từ lâu, nhiều năm nay không được nâng cấp sửa chữa. 13 đội tuyển với hàng trăm vận động viên tại đây hàng ngày phải tập ghép, tập trung sàn hoặc tập luân phiên trong các phòng tập chật chội. Cơ sở vật chất vừa cũ vừa thiếu và không đa dạng nên vận động viên không thể phát huy tối đa chuyên môn và cường độ tập luyện. Đây là điều mà lãnh đạo trung tâm trăn trở bấy lâu nay. Làm sao chúng tôi phải đi các trung tâm mạnh vì cơ sở vật chất nó cũng rất là khó khăn, là cơ sở rất là xuống cấp và yếu kém, và chúng ta hiện nay là đang tập ở những cái nhà rất là lâu rồi, nó đã khoảng cách đây khoảng 20-30 năm rồi. Bây giờ chúng tôi cũng mong muốn là ủy ban nhân tỉnh, sở văn hóa thể thao du lịch cùng các cấp các ngành liên quan đồng hành để thể thao của tỉnh nhà trong những năm 2023 và năm tới là nó phát triển toàn diện hơn nữa. Nhiều đội tuyển đang tập luyện với mặt sân không phù hợp, như đội tuyển bóng đá Nhi đồng Hưng Yên nhiều năm nay vẫn phải tập tại sân cỏ nhân tạo do tỉnh chưa có nhà thi đấu mặt sàn gỗ theo tiêu chuẩn thi đấu tại giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc mà đội tuyển tham gia hàng năm. Còn đội tuyển bóng chuyền nữ Hưng Yên thì đang thiếu vận động viên so với quy định và thiếu kinh phí để đi tập huấn và thi đấu tại giải bóng chuyền A1 quốc gia tại tỉnh Thái Nguyên vào tháng 4 tới. Sự đầu tư của các cấp để làm sao kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ vào cái môn tập thể này để đưa cái đội bóng chuyền chúng ta lên được cái tầm cao hơn, đó là lên đội mạnh. Tuy khó khăn về cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện và cả chế độ đãi ngộ, song các vận động viên tại trung tâm vẫn đang nỗ lực tập luyện để mang thành tích về cho thể thao tỉnh nhà. Điển hình như đội tuyển Bencastelat đang có 4 vận động viên chuẩn bị thi đấu quốc tế. Vận động viên Bùi Bá Đức và Nguyễn Thị Thảo tham gia giải vô địch Bencastelat Thế giới tại Bỉ vào cuối tháng 4. Đôi vận động viên Võ Bình Phước và vận động viên Đào Đức Hùng được triệu tập lên đội tuyển Bencastelat Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 32 vào tháng 5 tới tại Campuchia. Mục tiêu đề ra trong năm 2023 của các đội tuyển thể thao thành tích cao tỉnh Hưng Yên là giành được 140 huy chương tại các giải quốc gia. Tạo điều kiện cho bọn em được đi tập huấn và thi đấu cọ sát để mình cọ sát, mình lấy thêm chuyên môn với cả kinh nghiệm. Bài tập thì nặng và cường độ rất là cao, thì bản thân em cũng cảm thấy rất là mệt mỏi, nhưng mà vì thành tích của đội và trung tâm thì bản thân của em phải cố gắng vượt qua từng ngày một. Theo định hướng quy hoạch tỉnh Hưng Yên đến năm 2030 sẽ tập trung nâng cao thể thao thành tích cao, chú trọng khoảng 17 môn thể thao mũi nhọn và đầu tư mạnh mẽ cho các thiết chế thể thao cấp tỉnh. Đến năm 2025, định hướng đào tạo khoảng 300 vận động viên của 14 môn hiện có, nghiên cứu phát triển thêm 3 môn mới như Muay Thái, nhảy cầu hoặc bi sắt, tăng lên 350 đến 400 vận động viên vào năm 2030 của 17 môn thể thao trọng điểm. Nghiên cứu phát triển thêm 4 môn thể thao mới như kickboxing, khiêu vũ thể thao và bóng chuyền bãi biển hoặc vô vi nam. Phấn đấu đến năm 2030, đội bóng chuyền nữ duy trì thi đấu ở hạng đội mạnh quốc gia. Đội bóng đá Nhi đồng có khả năng giành huy chương vàng ở lứa tuổi U11 toàn quốc.
phối hợp duy trì phát triển bóng đá U13, U15, câu lạc bộ bóng đá Phú Hiến thi đấu giải bóng đá vô địch quốc gia và nằm trong top 5 đến 6 đội mạnh của V-League. Về phương án phát triển hạ tầng, Hưng Yên phấn đấu đến năm 2030 có đầy đủ các thiết chế thể thao cấp tỉnh, trong đó duy trì và nâng cấp nhà thi đấu thể thao tỉnh, trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh, nhà tập luyện và thi đấu thể thao. Đồng thời, quy hoạch và hoàn thành khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh gồm sân vận động 30.000 chỗ, nhà thi đấu đa năng 3.000 chỗ, khu tập luyện thi đấu thể thao dưới nước. Nhóm học sinh trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão đã đoạt giải nhất trong cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia vừa diễn ra tại Huế. Dự án túi cứu hộ khẩn cấp xe máy của tỉnh Hưng Yên đã đoạt giải nhất lĩnh vực kinh doanh tạo tác động xã hội. Đây là bộ sản phẩm có kích thước nhỏ gọn, dễ mang theo. Túi cứu hộ có thể xử lý được nhiều tình huống khẩn cấp. Ví dụ, xe hết xăng thì có dụng cụ hút nhiên liệu từ xe khác sang. Xe xuống hơi, cần bơm thì có ống bơm hơi từ ống xả xe máy và giúp nước ngập không vào ống xả khi đi qua đoạn đường bị ngập. Xe bị vật nhọn đâm thì có vít vá lốp không xăm, khóa phanh xe được sử dụng trong các tình huống dừng đỗ an toàn. Vòng chung kết quốc gia cuộc thi, học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 5 với sự tham gia của 504 dự án dự thi, trong đó có gần 200 dự án của khối học sinh. Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên vừa tổ chức tập huấn hoạt động xây dựng áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật triển khai kế hoạch tham gia hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2023. Tham dự lớp tập huấn có hơn 60 học viên đại diện cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Các chuyên gia của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã giới thiệu với các học viên những nội dung cơ bản về hoạt động xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của các tổ chức doanh nghiệp. Với hệ thống hơn 800 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và hơn 13.000 tiêu chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 60% hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực. Ngoài ra, các chuyên gia còn hướng dẫn các học viên những nội dung thiết thực để các tổ chức doanh nghiệp có kế hoạch tham gia vào hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, trong bất kể thời kỳ nào, công tác huấn luyện cũng là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Làm tốt công tác này sẽ giúp các địa phương chủ động trong việc xây dựng thế trận phòng thủ, huy động lực lượng sẵn sàng chiến đấu khi có chiến tranh. Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, năm nay các chiến sĩ được giới thiệu và tiếp cận với nhiều mô hình học cụ mới sát với thực tế, ghi nhận ở huyện Kim Động. Đây là buổi huấn luyện lực lượng tân quân tự vệ cụm gồm 4 xã Toàn Thắng, Vĩnh Xá, Nghĩa Tân và Phạm Ngũ Lão. Tại buổi huấn luyện này, các chiến sĩ dân quân tự vệ được giới thiệu điều lệnh, đội hình, đội ngũ và trực tiếp thao tác các tư thế ngắm bắn. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ trách nhiệm của mỗi công dân. Xác định rõ quan điểm này, các địa phương đặc biệt chú trọng với phương châm nâng cao kiến thức quốc phòng cho nhân dân, mở rộng đối tượng tham gia huấn luyện, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng mô hình học cụ để các thành viên làm quen trước khi huấn luyện ngoài thao trường. Trước khi vào huấn luyện, chúng tôi đã rà soát các công dân trong độ tuổi dân quân tự vệ, đặc biệt là dân quân năm thứ nhất, là chúng tôi lựa chọn các đối tượng là có đủ điều kiện sức khỏe, trình độ văn hóa và thường xuyên là có mặt ở địa phương và có điều kiện để như vậy là đi tập. Trong quá trình thực hiện luyện tập thì chúng tôi đôn đốc các công dân này là thường xuyên là phải tham gia đầy đủ để đảm bảo về số lượng, chất lượng đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Trước khi bước vào huấn luyện thì chúng tôi đã giới thiệu các cái mô hình học cụ, giáo án bài giảng, bia bảng vật chất để cho anh em biết được các cái mô hình trực quan để học, để dễ hiểu. Cùng với bộ đội chủ lực dự bị động viên thì dân quân tự vệ là một trong 3 lực lượng nòng cốt xây dựng thế trận phòng thủ trong thời bình. Vì thế, việc nắm vững kiến thức không chỉ để chủ động mà còn có đủ khả năng trực tiếp giới thiệu hướng dẫn đến người dân khác khi có chiến tranh. Điểm mới trong công tác huấn luyện năm nay là với các chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất là do Ban Chỉ huy Quân sự huyện đảm nhận, thời gian huấn luyện là 15 ngày. Ban Chỉ huy Quân sự huyện là tổ chức tập huấn cán bộ huấn luyện theo phân cấp, sau đó là tổ chức xây dựng kế hoạch giáo án bài giảng. Cái điểm mới năm nay thì theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thì chúng tôi chuẩn bị là theo mô hình học cụ huấn luyện là làm mới và đa dạng về các cái nội dung để phục vụ cho các cái nhiệm vụ trong huấn luyện. Cũng
như huyện Kim Động, thời điểm này các địa phương khác cũng đang tập trung huấn luyện cho lực lượng này. Thời gian huấn luyện là từ nay đến tháng 7, sau đó sẽ tiếp tục huấn luyện lực lượng khác như dân quân tự vệ năm thứ 2 đến năm thứ 4, lực lượng tự bị động viên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Công an thị xã Mỹ Hào ra quyết định khởi tố 2 vụ án chứa mại dâm và 3 bị can về tội chứa mại dâm. Các bị can bị khởi tố là Nguyễn Đình Khương, sinh năm 1975, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1993, trú tại thôn Nhuận Trạch, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào. Và Phan Văn Chiêu, sinh năm 2001, trú tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, về tội chứa mại dâm. Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2023, Công an thị xã Mỹ Hào tiến hành kiểm tra tại quán cà phê 89 thuộc tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, do Khương làm quản lý, phát hiện tại phòng 201 và 302 có 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Cùng ngày kiểm tra tại quán cà phê 88 thuộc tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, do Dương làm quản lý, phát hiện tại phòng số 2 và phòng số 8 có 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện Chiêu là nhân viên thu tiền của khách khi vào mua dâm.